trong dàn âm thanh ampli là một thiết bị quan trọng bởi nó quyết định trực tiếp đến chất lượng âm thanh của dàn nếu bạn muốn có một dàn karaoke hát hay thì chắc chắn sẽ phải đầu tư cho mình một âm ly chất lượng tốt và để làm được điều đó hãy dành ra một vài phút để đọc bài viết này chắc chắn sẽ đem đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích tìm hiểu các thông số kỹ thuật của ampli trước khi bắt tay vào việc chọn mua ampli thì bạn cần phải hiểu rõ về nó chỉ khi hiểu được ampli thì bạn mới có thể chọn lựa và làm chủ thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng. khi tìm hiểu về ampli, những thông số kỹ thuật dưới đây chính là yếu tố mà bạn cần phải quan tâm. công suất công suất của ampli được tính theo đơn vị AMS đây là công suất phát ra, nó hoàn toàn khác với công suất đỉnh PMPO. công suất đỉnh thường được nhà sản xuất quảng cáo là rất lớn, có thể lên đến hàng nghìn W, nhưng thực tế công suất hiệu dụng lại rất thấp. AMS có nghĩa root mean square, là một thông số tính toán mức công suất trung bình tạo ra liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Dễ hiểu hơn, đây là một thông số quan trọng cần phải đặc biệt lưu ý khi chọn âm ly bởi nó quyết định trực tiếp đến độ mạnh. Yếu của một chiếc ampli, độ lợi công suất gain, độ lợi công suất là tỷ số tính theo hàm logarit giữa công suất đầu vào và công suất đầu ra của âm ly, có đơn vị là dB. Độ lợi thể hiện khả năng khuếch đại của âm ly. Tần số đáp ứng frequency response, thông số này mô tả khoảng tần số tín hiệu đầu vào mà âm ly hoạt động ổn định tuyến tính. Thông thường, các âm ly chuyên nghiệp có đáp ứng tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 20 kHz. Đây cũng là khoảng âm mà tai người có thể nghe được. Đáp ứng tần số càng phẳng thì khả năng tái tạo âm thanh của âm ly càng tốt, hiệu suất efficiency, hiệu suất là khả năng đưa ra công suất âm thanh theo công suất đầu vào. Khi cung cấp công suất điện cho thiết bị chỉ một phần được khuếch đại gia công suất âm thanh. Các âm ly có thiết kế theo nguyên lý Class A có hiệu suất thấp từ 10% đến 25%. Điều này cũng có nghĩa là khi bạn cung cấp 100W điện tới âm ly chỉ có 25W công suất âm thanh được phát ra. Còn âm ly Class AB có hiệu suất 35% đến 50%, Class D có hiệu suất 85% đến 90%, méo hài tổng THD, méo hài tổng hay còn được gọi là độ méo tiếng, có đơn vị là THD. Thông số này chỉ sự so sánh tổng hài các tần số giữa tín hiệu đầu vào và âm thanh đầu ra sau khi qua âm ly. Các hài bậc cao sẽ gây méo và làm giảm tính trung thực của âm thanh. Cho nên THD càng thấp thì âm ly càng tái tạo âm thanh trung thực. Thông thường, THD phải nhỏ hơn 0.5%, trở kháng ra output impedance, trở kháng là thông số biểu hiện ngõ ra của âm ly. Mọi âm ly hiện nay đều được thiết kế với trở kháng 2, 4 hoặc 8 ôm. Đây cũng là thông số bạn cần phải chú ý rể khi ghép nối với loa cho phù hợp. Thông thường, trở kháng loa giảm một nửa thì công suất âm ly cần tăng gấp đôi nếu ghép nối lệch trở kháng. Echo, Reverb có thể gọi chung hai thông số này là hiệu ứng của âm ly. Echo là hiệu ứng tạo ra tiếng ngân cho giọng hát. Echo pha trộn giữa âm thanh đã qua xử lý và âm thanh gốc để giả sự rung giọng của ca sĩ. Điều mà không phải người hát karaoke nào cũng có thể làm được, River là hiệu ứng độ vang, nó góp phần tạo ra cảm giác lớn về độ vang của gian phòng bằng cách giả lập những phản âm dội lại từ tường. Khác với echo lặp lại các tín hiệu giống nhau, reverb lặp lại những tín hiệu với mật độ tăng dần và cường độ giảm dần theo thời gian.